25 phút sau đây sẽ nói về một vụ án táng tận lương tâm nhất trong lĩnh vực đáng trân trọng nhất của xã hội ta. Đó là lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Đúng vào dịp 27 tháng 7 vừa qua, một ngân hàng và một nhà tâm linh đã khai quật một điểm ở Quảng Trị để đưa về 9 tiểu sành mà họ gọi là đựng hài cốt liệt sĩ. Nhưng giám định đã cho thấy đây là một vụ chôn xương người lẫn xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ. Và đây đã là vụ thứ tư họ cùng làm. Trở lại tháng 10 năm 2011, phóng viên VTV bắt đầu tìm hiểu thông tin về nhà tâm linh Nguyễn Thanh Thúy, tức cậu Thủy, lên hướng Hóa tìm mộ liệt sĩ ven rừng. Đã có nghi vấn chôn xương của động vật để giả làm mộ liệt sĩ. Kịch bản được hình dung như sau. Gia đình đến nhờ cậu tại thị trấn Chờ, Bắc Ninh, đặt 15 triệu. Sau vài tháng, cậu gọi đi đến một nơi hoang vắng và bảo nhập vong. Vong sẽ đưa đến một nơi mà đào khoảng 50 phân cho đến 1 mét là thấy xương vụn và di vật có khắc tên. Gia đình sẽ trả ngay cho cậu thêm 100 triệu nữa. Liệt sĩ Hoàng Văn Tố hy sinh tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế, cách làng Vây hơn 100 cây số. Vậy mà thầy Thủy nói liệt sĩ nằm ở đây. 44 năm, xương thì vụn nát, còn chiếc mũ cối này vẫn còn nguyên lớp giấy bồi, không mủn. Lớp đất đen mà Thúy bảo là xương thịt của liệt sĩ hóa thành là bùn được rải một lớp mỏng. Nguyễn Thanh Thúy có kinh nghiệm vì đã hành nghề chỉ mồ mả từ những năm 80. Nguyễn Thanh Thúy nguyên là công an, bị sa thải. Thúy giả có khả năng thấu thị, hành nghề tìm mồ mả và của cải chôn dưới đất. Thúy thuê người lấy tiểu ngoài nghĩa địa Lim, mang chôn ra đồng đất Tam Giang, nửa năm sau thì chỉ mộ cho một gia đình ở Tam Giang để ăn tiền chẳng hạn. Quanh thị trấn Chờ vẫn còn những nhân chứng bán tiểu và bán xương heo nái cho Thúy. Anh em chúng tôi rất đau lòng, bởi vì đảng và nhà nước chúng ta là cái đường lối chủ trương rất đúng đắn, nhưng mà một số cán bộ có chức có quyền lại bị mắc lừa đảo. Để rồi gia đình chính sách phải thờ những cái mẫu xương vô vị hoặc là xương động vật chăng. Và tôi cũng chỉ có đề nghị là làm thế nào đó phải đưa cái cặp vợ chồng Thanh Thúy này ra để vạch mặt ra trước pháp luật và để cho cái mà tâm linh của người Việt Nam là theo đạo Phật nó được sời lại. Lúc VTV đến tìm hiểu tại ngôi làng quê gốc của Thúy, vụ lừa đảo động trời trên hài cốt liệt sĩ còn chưa được đưa ra ánh sáng. Những nhân chứng của VTV đều sẵn sàng đối diện với nguy hiểm. Hơn một chục nhân chứng không xuất hiện trong phóng sự điều tra này vì chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho họ. Ngay như công an của huyện Yên Phong cũng khuyên chúng tôi đừng đụng vào những đối tượng đen là Nguyễn Thanh Thúy và vợ hai Mẫn Thị Duyên. Năm 1995, Thúy và Duyên đã chịu án 10 và 12 năm tù vì tội lừa đảo và tàng trữ vũ khí quân dụng. Khi cả hai ra tù và trở về làng cách đây 6 năm, họ chỉ có căn nhà cấp 4. Nay, riêng khoản đất đai nhà cửa trong 3 làng lân cận của Thúy và Duyên đã có giá tới hàng chục tỷ đồng. Người dân thị trấn Chờ cho biết hai vợ chồng Thúy Duyên đã đang tâm chôn tiểu sành của người khác, làm giả di cốt của bà cụ tổ nhà Duyên. Nhưng táng tận thế nào mà động đến các gia đình liệt sĩ thì không chỉ chúng tôi mà không một ai có lương tâm trên đất nước Việt Nam đau thương này lại có thể ngồi yên. Liệt sĩ Trần Thực hy sinh ở quân khu 9, Thúy dẫn ra đến Cam Lộ, Quảng Trị bảo đưa về một nhúm xương vụn. Thực ra thì là mất 120 triệu là riêng đưa cho cậu Thủy. Còn cái phí mà chi phí lộ đường thì gia đình không tính đến. Cái tâm nguyện thì tốn kém nó không thành vấn đề, nhưng mà nhiều khi cũng trong mình cũng nghĩ là sao là người ta làm tâm người ta lấy đắt đấy. Đúng rồi. Hàng trăm gia đình liệt sĩ đã bị lừa, bị xúc phạm tình cảm thiêng liêng. Hàng chục nghĩa trang liệt sĩ địa phương bị làm ô tạp bởi xương lợn, xương bò. Và
Vào mấy ngày cuối cùng của năm 2012, cựu chiến binh Đắk Lắk báo cho chúng tôi biết về một vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Ea Leo do một ngân hàng và một nhà tâm linh tiến hành bàn giao 31 hài cốt liệt sĩ cho tỉnh Đắk Lắk. Việc làm này đi ngược với chính sách của nhà nước về chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ, và người dẫn đầu lại là cậu Thủy. Sự phi lý lộ ngay từ lúc chúng tôi kiểm tra trích lục của 5 liệt sĩ được coi là vừa tìm thấy. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải hy sinh năm 69 tại Quảng Trị. Liệt sĩ Mẫn Bá Phùng, họ hàng nhà Mẫn Thị Duyên vợ Thúy, ngã xuống năm 68 tại Đông Nam Bộ, đồng đội vẫn còn sống. Vậy có cách nào để tin xương cốt của họ lại nằm cạnh nhau ở mảnh đất Tây Nguyên này? Sau này thì nhận được một cái công văn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đề nghị quân đoàn 3 cung cấp liệt sĩ hy sinh ở cầu 110. Thế thì tôi có nói với anh em là mình với cái tinh thần là rất khách quan, chứ mình không có áp đặt theo ý nghĩ của mình. Một là phải tra biên niên sự kiện xem có đơn vị nào đánh nhau ở đó không, có trận đánh nào diễn ra ở cầu 110 không, và tra toàn bộ các liệt sĩ của quân đoàn 3 là 33.566 liệt sĩ đấy, xem có ai hy sinh ở cái chỗ cầu 110 không thì hoàn toàn không có, và đã có văn bản trả lời. Phóng viên VTV đã làm việc với Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cung cấp các thông tin trên. Cùng lúc hay tin một cuộc quy tập mộ liệt sĩ tập thể lại sắp diễn ra ở Bình Phước. Thể theo yêu cầu của Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Phước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ chương trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của ngân hàng được tiến hành tại địa danh An Lộc trước đây, nay là phường Hưng Chiến, xã Bình Long. Trong quá trình bóc thì chúng tôi đã phát hiện có mấy cái mà xin ý kiến đồng chí là phó chủ tịch của ủy ban đốt xương cổ. Đó là như vậy thì vậy là kiểm tra cái nhất là cái đó là hai cục xi măng. Xương thì hai bên đầu thì nó bịt bằng xi măng đen. Bẻ bên trong thì như vậy là cát trắng dưới là cái xi măng bọt. Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Phước đã gửi mẫu xương ra Hà Nội để giám định. Đến nước này thì cũng chẳng cần gì phải nói thêm về sự phi lý của vị trí khai quật hay của các thứ chôn giả làm di vật của liệt sĩ. Những nghi vấn được trình bày ngay với lãnh đạo tỉnh. Nhưng ngại dư luận, Bình Phước quyết định cứ làm lễ trọng thể đón các hài cốt vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Sở Lao động Thương binh Xã hội đau lòng cầm bút ký xác nhận đó là hài cốt liệt sĩ. Cả nước này ai cũng phải tập trung về thương binh liệt sĩ, chứ không phải riêng tỉnh nào hoặc cá nhân người nào. Nhưng mà cứ để tình trạng này kéo dài thì đảng, nhà nước và ngay cả bộ máy của mình cũng bị ngoại cảm lừa. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã diễn ra nhiều cuộc khai quật mộ lẻ với các nghi vấn y hệt, nhưng chúng đều được tác động từ tỉnh xuống để phải công nhận là hài cốt liệt sĩ. Tụi tôi nhận được cái công văn của Ủy ban Nhân dân là đến ngày đó là xuống dưới đây có cái đoàn của Ngân hàng Chính sách Trung ương vào đây để tìm hài cốt. Mà thường là cái đoàn Ngân hàng Chính sách ấy, thì hay đi bốc vào ban đêm. Đấy. Nếu mà trường hợp mà đào xuống một khoảng 60 thì nếu người ta đào gốc cao su là người ta đã đào trúng. Lắm là khoảng 60 phân thôi. Thì có một lớp đất đen thì chỗ nào cũng có cái bình tông và khắc tên rồi địa chỉ. Và cái mà nghi ngờ là cái đôi dép cao su nó rất là mới. Thì thật sự mà nói là tụi này cũng rất là bức xúc. Thì theo văn bản của ủy ban chúng tôi vẫn chấp hành. Nhưng mà cái mà ủy ban này là ủy ban của bên tỉnh là cũng có cái sự chỉ đạo. Chúng tôi nắm thêm là như vậy là đối với ngân hàng chính sách đó. Trên tỉnh Bình Phước này thì là cứ mỗi một mộ là ngân hàng chính sách phải giải ngân cho ông là 75 triệu. Được đà, đầu tháng 3 năm 2013, bầu đoàn Nguyễn Thanh Thúy lại tái xuất ở Ea Leo để làm một vụ khai quật rầm rộ nhất. Cả một vùng đất hoang bên đường 14 lại đỏ rực màu cờ và xanh rực màu áo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Người dân khắp nơi lại đồn đoán, nhà nước lại cho phép ngoại cảm hoạt động rồi. Vì sao vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy và Mẫn Thị Duyên lại có cơ lộng hành như vậy? Trong 4 đĩa DVD mà Thúy Duyên đưa cho các thân chủ đến nhờ tìm liệt sĩ, có một đoạn dài giới thiệu chương trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Với những tình cảm sâu nặng nghĩa tình, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội,
Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phát động tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn hệ thống. Ủng hộ một ngày lương, thực hiện đóng góp cho chương trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ngân hàng thực chất là một quỹ của nhà nước, không kinh doanh, không lợi nhuận. Câu hỏi nảy ra là vì sao một ngân hàng vì người nghèo có tâm nguyện đền ơn đáp nghĩa cao cả như thế lại gắn liền hình ảnh của mình với một kẻ lừa đảo có tiền án tiền sự. Ông nể cậu đúng không? Ông thương cậu quá đúng không? Vất vả đúng không? Đêm qua là một binh đoàn về nói chuyện. Vâng. Cả đêm. Chúng tôi không đi sâu vào những bằng chứng giả làm hài cốt và di vật, cũng không muốn đề cập sâu những hành vi phản cảm làm xấu đi hình ảnh của những người lính đã ngã xuống. Chúng tôi chỉ quan sát vong nhập và vong đi. Chị hay anh nhập vong, anh Thắng, Hà hay anh Hiếu đỡ vong đi, họ đều là cán bộ ngân hàng. Và đằng sau đội mũ là Mẫn Thị Duyên. Đây là bộ quy tập mới vào ngày 25 tháng 7 tại Quảng Trị. Mặc dù VTV đã cảnh báo về sự lừa đảo của Thúy Duyên và những nghi vấn xung quanh các vụ quy tập trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vẫn cho tiến hành quy tập. Trong công văn, tỉnh gửi xuống các sở và bộ chỉ huy quân sự, thậm chí còn ghi rõ sẽ quy tập được 3 liệt sĩ có tên cụ thể kèm di vật là gì. Được biết trước sự bất thường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cương quyết thực hiện theo đúng các nghị định của chính phủ, tự khảo sát và không cho người ngoài được khai quật mà chỉ được đứng xem. Làm thế nào? Thì bây giờ đang họ già mìn, không có mìn quốc. Tôi cho già mìn. Bây giờ quân đội đang già mìn. Già mìn, nhưng mà hỗ trợ thì bên tỉnh đội hỗ trợ quốc thoải mái. Nhưng mà khi bốc là người ta bốc. Dù có quy tập chăng nữa cậu cũng không cho bốc. Đúng rồi, mình vẫn phải quân của mình trực tiếp là mang cái tâm xuống bốc. Đúng rồi, đúng rồi. Đây để cậu soi này. Đây là phần cậu báo cho biết là phần mộ có mang tên liệt sĩ là Nguyễn Như Hổ, sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 12 năm 1967. Đây cậu báo thì độ sâu xuống khoảng 95 đến 1 mét. Đây này, rơi tờ này này. Rơi tờ trong sổ ra. Thế còn để cậu sang cậu soi cái liệt sĩ ông Tạ Văn Tín nhỉ? Tạ Văn Tín bên này cậu ơi. Người nắm thông tin lúc này lại không phải là nhà tâm linh vẫn nói chuyện được với liệt sĩ. Và một loạt những dấu vết giả mạo đã bị phát hiện. Đất đã được đào bới trước nên tơi xốp, đào bằng tay được gần 1 mét. Trong khi dân quân đào đối chứng ngay gần 3 miệng hố cũng bằng tay chỉ được tối đa 20cm. Rễ cây bị chặt chưa lâu. Lá chàm xanh còn nằm trong đất gần hài cốt. Nếu như mà một việc làm gì mà chúng ta không làm về trách nhiệm của mình thì rõ ràng chúng ta có tội về vong linh người đã khuất. Nên là cái việc như thế thì hôm nay là cũng mời các anh vào để giám sát hiện trường này, là xem xét. Như thế có thể kết luận rằng là những nơi mà có hài cốt và có di vật gì đó là những nơi đã được chuẩn bị và đào sẵn để đưa xuống. Tôi kết luận là như thế. Những người dân sống lâu năm tại Lâm Xuân bức xúc trước những dấu hiệu của hiện trường ngụy tạo có lẽ đã được chuẩn bị từ tháng 2, tháng 3 năm nay. Cháu đi thường thường là ngay cháu đi làm bên kia là thấy xe là đầu về đến đầu mà đầu cũng còn là lâu, không có khi cả ngay đầu là, nhưng mà tưởng là xe là đi làm mộ liệt sĩ nên cũng không để ý. Và hai chiếc xe, ba chiếc xe là thường hay đầu đấy, vừa tháng 2, tháng 3. Giữa tháng 2, tháng 3, tháng 3, tháng 2, tháng 2, tháng 3. Là ngày trước là chỉ có là dân quân du kích hoặc là vận tải, chứ không có cái sư 320. Đi cái đường này mà đặt ở đây. Tôi lớn lên đây là chưa, họ nói rằng là chưa có là sạp là ca ở đây không có. Mà lại là nằm một cái hầm mà 9 người. À, mà tôi cảm thấy có một cái xương nó to dữ.
và tôi cũng không tin là trường hơn trường Mỹ nữa mà in trường Mỹ nữa, tôi không tin mà. Ở đây thì người ta có hay đi ra sát không, vào một lúc ba cái điểm đều có ba cái bí đông như thế thì nếu như ra sát thì có ra thấy không? Nói chung đấy họ ra sát là họ ra họ lấy phạt một máy xú có máy càn có, nếu mà đây phải hàng trăm cái máy ra mà đang cảm thấy đang ra không đúng mà chơi ra đúng bởi đúng. Tôi không vô dòm để tôi chứng kiến tôi coi cho rõ ràng đó. Ngân hàng Chính sách Xã hội xin làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và xin Bộ Chỉ huy Du Di mà công nhận thứ xương họ đưa về là hài cốt liệt sĩ. Tôi làm thế cũng phải là người có kinh nghiệm lắm, mình luôn luôn xác định là thế. Thì bạn đi làm thì một đội làm tại Quảng Trị thì cảm thấy thế là cũng rất hiền nhiều trường hợp. Và thứ nhất ấy, là khi đào xuống có một điểm số về cái nghị đức cái là chúng tôi công nhận là có đây có, thứ hai là có đi làm tươi. Tôi hôm nay cho tôi nói thật thế này, tôi nghĩ rằng đúng là đây là cái Việt Nam mà nói chúng cua cái ngoài cả chúng nói một đần cứ người ta làm được đứa cái hai của mà cái di vật của cái vật chủng của đôi nữa, không phải di vật giật chủng của đôi nữa, tôi nói cái hành vi là tội cùng tội ác. Tôi là cái này rất may là tôi hỏi còn xương gì không, anh là còn xương tóc tôi không còn xương còn thì tôi cũng rất mừng. Tức là những cái điều kiện để mình dám mình ADN là đủ điều kiện, thế thì giờ cái bước tiếp theo là mình đi dám mình ADN cùng với ngành lao động thương binh xã hội, và bây giờ anh làm như thế thì cho nó chắc chắn. Thế và nếu được như thế thì là hồng phúc của dân tộc ấy nhỉ, hồng phúc của đất nước này và hồng phúc của gia đình của thân nhân đấy này. Ngân hàng đã đưa cả ba gia đình liệt sĩ mà họ biết trước là sẽ tìm ra vào Quảng Trị để dự cuộc khai quật, nhưng ngân hàng lại không chấp nhận giải pháp là đưa mẫu xương đi giám định ADN. Chỉ có ba người có danh tính thì chúng ta có thể sẽ cùng nhau phối hợp để làm được cái việc đó, còn lại thì sáu người kia thì chúng ta giải quyết như nào đây? Báo cáo từ anh Thanh là không phải lần đầu tiên chúng tôi làm việc này, mà đến cái liệt sĩ thứ 9 này là 115 liệt sĩ rồi. Như tất cả nơi khác, tôi nói là các tỉnh người ta đều xác nhận, chỉ có riêng Quảng Trị thẳng anh. Đoàn ngân hàng đã nhận được sự chỉ đạo từ xa liên tục. Tổng giám đốc ngân hàng Dương Quyết Thắng đã tỏ ra lấn quá sâu vào vụ chôn xương này. Thậm chí họ còn đưa tới một nhân chứng giả. Nguyên là chỉ huy cái trận đánh mà có liệt sĩ Đinh Công Công Thành hy sinh ở đấy, Hoàng Văn Thành hy sinh tại đấy, và chỉ bảo những người khác trên cái bí đông, cái bí đông đó. Tôi là nhân chứng, vật chứng mà tôi. Giấy chứng thương từ cục người có công gửi VTV cho biết ông Hiệp chỉ là tiểu đội phó ở trung đoàn 52, làm sao được phép chỉ huy trận đánh của trung đoàn 48 tham gia. Con gái của liệt sĩ Hoàng Văn Thành, trung đoàn 48, mới đây đã cho VTV biết, ngân hàng đã dẫn chị tới gặp ông Hiệp sau ngày khai quật ở Lâm Xuân. Ông Hiệp không biết liệt sĩ Thành là ai, nhưng ngân hàng thuyết phục thế nào đó mà ông đã đứng ra làm chứng rằng chính ông là người khắc dòng tên Hoàng Văn Thành trên bi đông đã được tìm thấy. Chúng ta có cái hướng lòng về với là cái thiệt. Bây giờ đảng nhà nước bà chỉ là 30 năm rồi, gần 50 năm rồi, chưa từ bỏ cái này. Cái nặng nghĩa cái việc này vì cái là làm cái việc này nó tồn vong đến cái việc tồn tại của chế độ ta, không những nắm bắt con cả mình thì nó cả một cái chế độ chính trị. Ngân hàng Chính sách Xã hội đề nghị làm việc với phóng viên của VTV. Đây là cái thiện nguyện, cái tâm ý của những ngày sắp đã đi làm cái chính sách rồi, an sinh xã hội rồi, chúng tôi không có bia, không có cái quảng cáo tuyên truyền để cái thương hiệu thế này khác để kinh doanh. Ngân hàng này không kinh doanh, không vì mục tiêu lợi nhuận, chính phủ trả tiền lương, thì lại là phát tâm là đi làm việc này cũng từ cái đồng lương ít ỏi của mình, của hệ thống, thì rõ ràng không có mục đích gì khác. Nhưng mà có cái điều là khi nó xảy ra cái việc như thế là có nhiều thông tin nghĩa rằng chúng tôi thế này thế kia, mà khi mà đưa cái ngân hàng xã hội lên cái việc này đó thì nó cũng hơi khó, có kiểu là mình là có đơn vị của chính phủ, của đảng, nhà nước. Thì đâu có phát tâm là những chỗ mà nó có vấn đề đúng không ạ?
chứng minh được cái vấn đề ấy rồi thì mình lại đi biết tới. Cái hình thành quỹ ấy, thì giống cũng như anh Tư đã nói và cũng bảo tôi cái đây là cũng là một việc làm thiện nguyện, thì cũng đề xuất với tất cả anh em và đề xuất với ban lãnh đạo đảng ủy, mọi người cũng nhất trí và chúng em thành lập cái quỹ đầu của chúng em là quỹ tìm kiếm quy tầm mộ liệt sĩ. Sau đấy thì bây giờ thì cái quỹ ấy thì chúng em lại gộp vào một cái quỹ gọi là quỹ an sinh xã hội của ngân hàng chính sách xã hội. Dạ, anh mới nhập vào đầu tháng 1 này ạ, tại vì chúng em mới tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ đầu năm. Thì báo cáo với chị là không phải riêng đi tìm mộ liệt sĩ cái quỹ này phục vụ, mà cái quỹ này ấy, thì chúng em phục vụ cho cả nhà ở cho người nghèo, rồi xóa bỏ cầu khỉ ở trong này, xây trường học, xây trường mẫu giáo. Và cái quỹ này báo cáo các anh chị là cái quỹ này là thống nhất và chúng em cũng có coi như là đã thống nhất với toàn bộ hệ thống là anh em đóng góp mỗi một tháng à mỗi một năm là bằng cái tiền lương của mình thì đóng 1.400 lương cho một năm, một quý một ngày thì chúng em lại phân chia như thế này: một ngày thì để dưới huyện để cho cái phòng giao dịch ở ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho những cái hoạt động tình nghĩa ở huyện, còn một ngày thì chúng em để ở tỉnh để coi như là tỉnh thì gom được nhiều anh em vào thì quỹ nó to hơn một tí, để nếu quỹ ở huyện mà không đủ thì giúp cho quỹ ở huyện và giúp cho những cái chương trình ở tại tỉnh. Thế còn hai ngày thì chuyển về ngân hàng chính sách xã hội, thì đa phần chúng em dùng cái quỹ này để dành cho là mỗi một tỉnh có một công trình với lượng tiền tầm khoảng 300 triệu thì đấy. Thì cái việc làm của chúng em là hoàn toàn là do anh em tự nguyện đóng góp. Nhưng mà vậy thì là người nhà cán bộ công nhân viên. Vâng. Là báo cáo chị cũng ít lắm, cũng không được nhiều đâu. Dạ. Mà mình lại trừ đi độ 30 tỷ để làm công trình 300 triệu rồi. Dạ. Dạ, chả còn, nhưng mà báo cáo với chị là cũng không còn nhiều lắm. Nhưng mà... Có sao báo cáo vậy? Chị biết. Hôm nay báo hết. Hôm nay khai hết. Thì báo cáo với chị là cái này nó là một cái là từ trên xuống dưới và có một cái chủ trương rõ ràng. Và cái chủ trương đúng đắn và rõ ràng và anh em cũng toàn hệ thống đồng lòng trong cái chương trình này. Vì là mình làm cho hệ thống chắc là mọi cái con số là mình cũng đều công khai đúng không ạ? Vì là mình có yếu tố là 10 thành, có trăm năm liệt sĩ và có liệt sĩ cho mình là 15 triệu. Mình nói thẳng là 10 thành không dễ. Vâng. Vậy ai sẽ chịu phí đó? Dạ, cái phí mà 10 thầy, cái phí 10 thầy thì là công đoàn ngân hàng chính sách xã hội chị. Công đoàn ở trên? Công đoàn cấp trên bọn em chịu. Cao nhất là chúng em chỉ hỗ trợ 75 triệu cho thân nhân của ngân hàng chính sách xã hội đi tìm liệt sĩ. Vâng, báo cáo với chị như vậy. Cho nên tất cả những cái mộ liệt sĩ mà chúng em tìm thì không bao giờ quá khỉ giá 75 triệu. Báo cáo chị vậy. Mặc dù ông Hiệp đã công bố con số 4 ngày lương gom góp từ gần 10.000 cán bộ nhân viên ngân hàng, thì tính đi tính lại, quỹ an sinh này còn chi nhiều khoản và nhiều vụ khác nữa, như ông Phương cho biết, thì lấy đâu ra 8 tỷ đồng giải ngân cho cậu Thủy. Chưa kể đến những chi phí tiền hô hậu ủng để cả trăm con người mặc áo xanh có mặt và tham gia. Câu hỏi là, vậy tiền đó từ đâu ra? Câu trả lời đã có khi VTV có đủ nguồn tin cho thấy chính Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương mới là nơi xuất tiền cho Thúy và các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh giữ chức trong Hội đồng Quản trị địa phương của ngân hàng. Ngân hàng Chính sách Xã hội ra đời để thực hiện ưu đãi tín dụng cho người nghèo. Riêng quỹ lương của một tháng cũng đã tiêu tốn trên 50 tỷ đồng của nhà nước. Ngân hàng này lại không phải lo kinh doanh, không phải nộp thuế. Vậy thì ngân sách khổng lồ của ngân hàng này đang được kiểm soát như thế nào? Đó mới là câu hỏi. Con số 75 triệu đồng là số tiền ngân hàng chuyển ngân cho Nguyễn Thanh Thúy trên mỗi hải cốt được gọi là của liệt sĩ. Nhiều nhân chứng đã nói ra con số này, trong đó có cả giám đốc và phó giám đốc ngân hàng tỉnh. Riêng một đêm ở E Leo, Thúy Duyên đã nói khống là khai quật 42 hải cốt, đốt túi 3 tỷ đồng.
4 cuộc liên kết làm ăn trong chưa đầy 8 tháng, Thúy Duyên đã thu tiền công 7,9 tỷ đồng. Đó là còn chưa kể hàng chục vụ lẻ có ngân hàng chính sách cùng đi mà VTV có chứng cứ. Viện Pháp y quân đội đã vào lấy mẫu số hài cốt từ Lâm Xuân. Cái này phải ai đè hoặc là ai bóp, ai bẻ cái xương này chắc thì nó mới gãy được như thế này. Ta làm 3 cái loại hài cốt không bị tác động. Hài cốt thứ hai là hài cốt bị tác động, tức là các mảnh vỡ của xương còn mới. Loại hài cốt thứ ba là loại hài cốt không phải của người. Thành lấy ra cái panh. Công an Quảng Trị cũng đã tiến hành lấy mẫu và chuyển toàn bộ số xương trong 9 tiểu sành tới Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an. Viện Công nghệ Sinh học trả lời, các mẫu xương từ Bình Phước gửi ra không phải xương người. Đây không phải là cái xương mà chúng tôi thường phân tích là cái hài cốt của người. Phòng Khoa học Hình sự Công an Quảng Trị cho biết dòng chữ khắc trên các bi đông di vật mới được làm chưa lâu. VTV đã giao toàn bộ hồ sơ, thông tin và xác minh ban đầu về các vụ quy tập cho Cục Người có Công và cho Cơ quan An ninh vào ngày 22 tháng 8 năm 2013.